This is Nancy Bui. Today is July 26, 2010. I am going to interview Mr. Chen Ngoc Hui at SBTN in Washington, D.C. This is a part of 500 Oral Histories Project of the Vietnamese American Heritage Foundation. Dạ, thưa cháu, ông xin ông cho biết tên ông là gì ạ? Tôi là Trần Ngọc Huế. Dạ. Ông có thể cho biết ông sinh năm nào và ở đâu không? Tôi sinh năm 1942 tại thành phố Huế, Việt Nam. Dạ. Ở thành phố Huế thì đẹp lắm, ở miền Trung, và cũng là một coi như là một thành phố rất là nổi tiếng. Ông có những kỷ niệm gì đẹp tại Huế mà ông muốn chia sẻ? Thưa cô, người ta thường nói là không đâu đẹp bằng quê hương, tức là không đâu đẹp bằng Việt Nam. Và đối với tôi thì không, ở Việt Nam không đâu đẹp bằng Huế, vì nơi đó tôi được sinh ra. Và thành phố Huế là một địa danh nổi tiếng của nước Việt Nam thống nhất, là nơi dựng nghiệp của Triều Nguyễn, Gia Long từ năm 1802. Thành phố Huế có một con sông Hương rất là đẹp, nơi đã ghi dấu bao lịch sử của thời kỳ chống thực dân Pháp đến chống Việt Minh, rồi sau này chống Cộng sản Bắc Việt xâm lăng. Do đó, thành phố Huế là linh hồn, là tâm tư của cũng những người, của những người dân xứ Huế và của người, mọi người Việt Nam, dù sống ở đâu, ở ngay quê hương hay ở bôn ba khắp thế giới. Nói về những kỷ niệm của tôi đối với thành phố Huế thì có lẽ là không đủ thời giờ, nhưng tôi chỉ có tóm tắt là hồi thời kỳ tiểu học, tôi học tại Huế. Tôi vào trường Thiếu Sinh Quân tại Huế. Và những cái kỷ niệm hồi thời nhỏ đó đã giúp cho tôi nhận chân được đâu là cái tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Và cũng từ những cái kỷ niệm sâu xa, những cái đó đã giúp cho tôi lớn lên và trên bước đường sau khi đã tốt nghiệp trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam khóa 18. Và khi ra trường, tôi đã chọn sư đoàn 1 bộ binh mà Bộ Tư lệnh đóng tại thành phố Huế. Và tôi đã phục vụ đó tại sư đoàn 1 với 2 tỉnh Trị Thiên cho đến hết cuộc đời binh nghiệp của tôi. Đặc biệt là trong trận chiến Mậu Thân đập vỡ mộng cuộc tổng tấn công của quân đội Bắc Việt, nhờ thời kỳ thơ ấu sống ở Huế, học ở Huế và biết mọi cái địa thế, và tôi đã chuyển bài thành thắng, và tôi đã
có những cái chiến thắng thần kỳ mà tưởng chừng không có thể vượt qua được khi đã bị địch bao vây, và coi như là cái sự mất còn của thành phố Huế, của Bộ Tư lệnh là ở giống như là sở chỉ. Ban nãy ông có nói đến những cái điều mà ông biết về thành phố, bởi vì ông đã sống lớn lên và coi như là đã có rất nhiều ngày tháng ở đó, thì có cái kỷ niệm nào thời thơ ấu mà nó có tính cách của tuổi học trò mà ông vẫn còn ghi nhớ đến ngày hôm nay không? Thời học trò ở Huế thì nói tóm lại là tôi còn nhớ hồi tôi học ở trường Xuân Lộc, thì cái trường đó nó nằm ở phía trong thành nội, nó nằm phía ở phía tây bắc của khu thành nội Huế, và tên là trường tiểu học Xuân Lộc. Và chúng tôi thường chia ra hai phe để đánh nhau. Thì các bạn tôi thường thường bầu tôi là Nguyễn Huệ. Và khi nào mà bầu tôi là Nguyễn Huệ để cho tôi đóng vai Nguyễn Huệ là khi nào cũng là tôi cũng là đánh thắng cả về phe bạn tôi đối phương. Thành ra là đó là những cái kỷ niệm mà chính cái địa thế mà tôi đã đánh gọi là giặc giã đánh hồi tuổi trẻ đó, sau này mậu thân thì tôi đánh lại những cái trận đó với kẻ địch thật của mình. Đó là những cái kỷ niệm mà tôi thấy những em nhỏ trong thời chiến tranh và chơi với nhau những trò chơi và thì những trò chơi chiến tranh đó thì sau này là tôi lại đánh ngay cái chỗ đó, tôi đã những cái trận chơi ác liệt với quân thù mà hồi mậu thân đó là đó là những cái trùng hợp mà mình không ngờ được. Thưa ông, thì như tên họ của ông đây là Trần Ngọc Huế, nó có cái gì đặc biệt cho cái gia đình của ông, thí dụ như là Trần và họ tiện đệm là Ngọc, rồi tất cả những anh chị em này đều là Trần Ngọc hay là phụ nữ là Trần gì khác không? Có cái gì đặc biệt trong cái tên của ông không? Thì thật ra là dòng họ tôi là ông tổ họ tôi họ Trần tại làng Kim Môn để theo phò chúa Nguyễn Hoàng đi vào Nam và định cư tại làng Kim Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Thì dòng dõi tôi 13 đời trước là gốc tại Thanh Hóa. Và trong gia phả để lại thì đã các ông tổ trước là đều là tướng lãnh trong triều đình giúp nhiều nguyện dựng nước. Ba mẹ tôi sinh tôi ra tại Huế là muốn đặt tôi cái tên Huế, mà không ngờ rằng cái tên ông cụ và cụ tôi đã có một cái hoài bão nào đó mà định mệnh cũng xu khiến vì cái tên đó mà tôi đã phục vụ và tôi tự hào đã góp phần để ngăn chặn cái nạn diệt chủng của Cộng sản Bắc Việt đối với đồng bào xứ Huế trong một trận mậu thân năm 1968. Nếu mà không giành được lại những tất đất, những góc đường, những cái giao thông hào trong những cái ngày tháng trong trận mậu thân Huế, thì không phải chỉ có đồng bào Huế, không phải chỉ có chết 5.000 người mà chết gấp nhiều lần như thế nó. Vì cái mộng mà cái nhám hiểm, cái trả thù của Cộng sản thì không có thể tiên liệu được. Chúng tôi xin để dành cho cái phần đó vào cái phần kế tiếp. Bây giờ câu hỏi kế về cái tuổi thơ và gia đình của ông, thì
Thưa ông, là trong gia đình đó thì ông bà cha mẹ đã có những cái câu chuyện truyền thống gì hay kể lại với con em trong gia đình để mà có một cái sợi dây liên kết gia đình với nhau, và khi nghĩ đến điều đó là có một cái sự liên hệ mật thiết với nhau, thưa ông? Thưa chị rằng là gia đình tôi thì cũng như bao gia đình người Huế khác, tức là gia đình Việt Nam khác, là tôn trọng đạo lý và truyền thống của tổ tiên ông bà để lại. Về ba tôi, chồng nội bên nội thì theo về phò chú Nguyễn Hoàng đi vào Nam. Vì bên ngoài thì mẹ tôi là dòng dõi của Nguyễn Tri Phương. Thành ra là hai họ Trần và Nguyễn đã kết tóc che tơ và sinh thành ra tôi. Bởi vậy tôi luôn luôn tự hào là được kế thừa những cái đức tính anh hùng hy sinh qua vị cha ông của tôi di truyền lại. Mà thường thường cha mẹ tôi luôn luôn dặn dò con cái là phải làm cái gì đó để đền đáp lại nợ núi sông. Thưa ông, thì xuất thân từ hai dòng họ mà có tên tuổi trong lịch sử, ông có trong gia đình thì răn dạy con cái như thế nào? Ông có ba mẹ ông có khó khăn hay là nói là rất là nghiêm trang trong vấn đề dạy dỗ con cái hay không, thưa ông? Hay sao? Dạ, cái đó là cái truyền thống của mọi người dân Việt Nam, và luôn luôn đặt tin tưởng vào cái thế hệ con cái của mình. Và cái điều tiên mà cha mẹ tôi dạy dỗ cho chúng tôi là biết trọng đạo lý và kỷ luật gia đình. Ra ngoài xã hội phải biết tuân theo luật pháp của quốc gia. Và tôi nói thêm nữa là tôi, dòng họ quê hương tôi là làng Cái Môn, mà dòng họ bên ngoài tôi là làng phía đối diện làng Cái Môn là bên phía Trên Lộc. Là hai cái dòng họ đó ở bên cạnh Phá Tam Giang. Người xưa có câu là thương em anh cũng muốn vô, sợ truông nhà đồ sợ Phá Tam Giang. Nói như thế rằng cái đất đó là đất địa linh nhân kiệt. Nếu là muốn làm chủ, làm được, giữ được cái đó phải có những cái người có tài cao, vũ lược mới làm chủ được. Mới có. Bởi vậy người ta gọi là địa linh nhân kiệt. Tôi nói thêm về là quê hương tôi là thế này. Quê hương tôi là địa linh nhân kiệt là gì sao? Là quê hương của Nguyễn Lộ Trạch, cố vấn của vua Từ Đức. Và nếu vua Từ Đức, chúng ta trong có hai vị quân sư rất tài giỏi là Nguyễn Trường Tộ và Nguyễn Lộ Trạch. Thì Nguyễn Lộ Trạch là cố vấn của vua Từ Đức và Nguyễn Trường Tộ là cố vấn các vị vua trước là như Gia Long. Nhưng mà vì các vị vua chúng ta không nghe những lời cố vấn mà nghe những cái trời nình thần, thành ra không có theo những kế sách. Nếu theo những kế sách của Nguyễn Lộ Trạch thì Việt Nam bây giờ không phải là Việt Nam, mà Việt Nam là một trong những nước Nhật, cái nước còn về cái về văn học hay là về tương lai, quê hương tôi là cũng là quê hương của trong chính phủ Trần Trọng Kim, là có bác sĩ Bộ trưởng Bộ Y tế là Hồ Tục, là người làng tôi. Và có cái đặc biệt là làng tôi là có thể gọi là cái làng mà
người ta gọi đi đâu người ta gọi là làng vàng, là đi đâu cũng là cái môn là bằng là cái ông tổ ngành kim hoàng của Việt Nam là làng cái môn, như cô Kiều Giang thấy ở cái như Houston là nhiều tiệm vàng là cái môn lắm, là ông tổ ngành kim hoàng, là ông đó là quan thờ thờ kim hoàng của vua Minh Mạng. Và vua Minh Mạng trước kia là mình tất cả mình phải mua đồ nữ trang tại bên Tàu, và cái ông tổ ngàn kim hoàng Việt Nam đã khổ nhục kế đi vào ở một cái nhà kim hoàng của người Tàu, và người Tàu họ thường thường làm được cái khuôn, nghề kim hoàng là khó khăn nhất là làm cái khuôn đúc, và làm xong cái là họ đập bể, họ không muốn để cho người Việt Nam mình ăn cắp cái cách tạo khuôn của họ. Thì ông tổ đó đã vào trong cái nhà đó ở và tìm được cái bí quyết làm khuôn đúc, và khi ông ra làm, ông làm từ tay ông làm lấy, thì vua Minh Mạng đã sai ông đó đi tuyển 100 thợ để đi gửi qua Tàu học. Thì ông đã tìm những cái người làng để mà đưa đi, thành ra người làng cái môn có, nếu làng cái môn mà họ không biết thì họ làng vàng người ta biết đó. Thành ra còn đó là một cái nơi địa linh nhân kiệt, và tôi rất tự hào cái làng chúng tôi là rất là đoàn kết, đi đâu cũng tổ chức thành làng cả, làng sẽ là những cái để mà tương trợ với nhau, làm như là một cái bang của người Tàu vậy đó. Thành ra là từ cái chỗ đó là từ tình yêu quê hương, tình yêu làng được nó khởi động từ gia đình, làng xã rồi đến yêu đất nước của mình. Thưa ông, thì cái này hỏi về gia đình ông, thì trong gia đình đó, gia đình mình có những cái món ăn gì đặc biệt mà gia đình thích rồi nấu nướng mà không ai có không? Đặc biệt là của gia đình có. Thì cũng như là bao gia đình khác, thì người Huế thì chúng tôi là mẹ tôi thích làm bò nơ như bún bò hay là bánh bột lọc hay là bánh những cái gãi gì là người Huế ăn là mẹ tôi làm cho con cái ăn, thì con cái sau này cũng làm lại cho này kia, cái truyền thống đó là cái truyền thống, chứ không có nhiều khi ăn bánh khoai bên này này kia, đó là những cái món ăn đặc biệt của người Huế. Thưa ông, được mấy anh chị em ạ? Thưa chị, tôi có ba má tôi sinh ra được 8 người con, 4 trai, 4 gái, nhưng mà bây giờ còn lại là 2 người thôi, tôi và chú em tôi và hai mộ và ba người, một người chị ở Sài Gòn, hai người, một người chị ở Huế, cô em ở Huế, thì một người chị mất, thành mất hết 3 người, bây giờ còn 5 người. 5 người, dạ vâng. Họ có được học cao không nhỉ? Các người thành viên, coi như nam và nữ có được học cao giống nhau, hay là phụ nữ thường phải nghỉ học sớm hơn là các... Thì đúng như vậy, đúng như phong tục của người Việt Nam là trước, chứ không phải là hiện tại, là trọng nam mà khinh nữ. Thì tôi và em tôi là được đi học và được chú ý nhiều hơn, còn các chị em gái tôi thì cũng là giáo viên, về em trai cũng là giáo viên, thì còn bác chị khác thì học rồi cấp trường học rồi phải đi làm rồi lấy chồng rồi này kia thôi. Thưa ông, như vậy thì ba má ông là làm nghề gì ạ? Làm nghề về... Mẹ tôi thì ba tôi rồi trước kia là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam, quân đội quốc gia Việt Nam, rồi sau đây thì ông về hưu thì ông làm ở bệnh viện, còn má tôi thì ở nhà để lo chăm sóc các con và lo nội trợ thôi, không có gì, má tôi không có đi làm việc. Vậy ông nghĩ rằng ông đã có một tuổi thơ rất là đẹp không, hay là chiến tranh cũng ảnh hưởng rất nhiều? Nó đẹp thì không đẹp. Vì hồi trước chiến tranh, hồi thời kỳ Việt Minh chống Pháp, thì ba tôi phải đi lính, anh giặc.
Thì năm 12 tuổi năm là tôi đã vào trường thiếu sinh quân rồi. Thì sau đó là ở Huế, sau đó vào trường thiếu sinh Huế, nhập vào trường thiếu sinh quân Vũng Tàu. Cô biết thế nào là trường thiếu sinh quân không? Dạ, thưa ông có thể giải thích không ạ? Và trường thiếu sinh quân thì cái gốc của trường thiếu sinh quân là tại Pháp. Nó gọi là École Enfant de Troupes. Mà do cái người mà sáng kiến để tạo thành trường thiếu sinh quân đó là Napoleon đệ nhất. Ông ta có mục đích là xây dựng cái trường đó lên để nuôi con em của các chiến sĩ đi đánh giặc ngoài mặt trận, không có thể nuôi con em được. Bởi vậy thành phần tướng lãnh ở trong quân đội Pháp rất là nhiều là ancien enfant de troupes, tức là cựu thiếu sinh quân. Và cái trường thiếu sinh quân đó cũng được gọi là adapté đó, từ của Việt Nam á, cũng là được xây dựng theo cái kiểu của Pháp. Và hỏi rằng là trường thiếu sinh quân đó đã đào tạo được bao nhiêu tướng lãnh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì có Thống tướng Lê Văn Tỷ xuất thân từ trường thiếu sinh quân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Lá, Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Trung tướng Thiếu tướng Trương Quang Ân, rồi nhiều vị tướng lãnh lắm. Thì tôi kể không hết, nhưng mà đó là tại sao mà lại nhiều tướng lãnh như vậy. Vì chúng tôi có một ý chí là nối nghiệp cái dòng máu chiến đấu anh dũng của cha ông. Và sau thường thường chúng tôi, sau khi tốt nghiệp chúng tôi đi các trường sĩ quan, trường Đà Lạt, trường Thủ Đức hay là trường Đồng Đế hay gì, chẳng hạn như vậy. Do đó chúng tôi có một cái đường lối, một cái đường hoạch định cho cuộc đời mình ngay từ tuổi thơ ấu. Thưa ông, như vậy trong trường họ dạy ngoài văn hóa rồi toán lý hóa rồi văn chương vân vân, họ còn dạy cái gì khác nữa hả? Thưa chị, thế này, chúng tôi là chỉ học quân sự trong mùa hè, còn cái mùa văn hóa thì cũng là học giống như chương trình của các phổ thông của ngoài. Vì có một thời gian cựu thiếu sinh quân cũng có là đi học trường quân y hay là học trường sư phạm. Nhưng mà tại sao cái khóa tôi lại, khóa 18 chúng tôi lại đi, không có đi học quân y, không đi học sư phạm, không đi học trường hải quân hay trường không quân, là vì hè năm mà chúng tôi tốt nghiệp phổ thông á, thì ông chỉ huy trưởng là ông thiếu tá Phan Như Hiên đưa 18 anh em chúng tôi lên gặp ông Thống tướng Tỷ. Thì ông bảo là hỏi mấy em này đi đâu, thì đứa thì thích đi học sư phạm, đứa thì học quân y bác sĩ, đứa đi học hải quân không quân chẳng hạn. Thì nói thế nào, nói thật với chị là chúng tôi được rất là nhiều ưu tiên, muốn đi trường nào là Bộ Quốc phòng can thiệp cho đi, gửi thẳng cho có thi vào. Và ông đại tướng hồi đó, ông còn đại tướng Tiến bảo ông Hiên là cho tất cả mấy đứa này đi Đà Lạt cho tao, là tao muốn sau này tụi nó làm tướng như tao vậy, chứ còn cũng muốn giáo sư là bác sĩ là tao đồng viên vào, chứ không cần sợ gì. Muốn gửi các cựu thiếu sinh quân đi học sư phạm, đọc sư phạm là để sau này nó về dạy lại trường thiếu sinh quân. Là ý muốn là như vậy. Thì có một số các anh đã đi học sư phạm rồi sau này về lại dạy tại trường. Do đó khóa chúng tôi là 18, cựu thiếu sinh quân đi vào trường Đà Lạt khóa 18.
Thưa ông, ai là những người được vào học cái trường thiếu sinh quân này? Thì những cái con em của muốn xin vào thì là của các sĩ quan, binh sĩ, sĩ quan hay là này kia là muốn làm đơn là xin vào thôi. Không có tuyển. Không có tuyển. Thứ hai mà cũng ưu tiên cho các gia đình mà tư sĩ, tức là các có bà mẹ, các em mồ côi cũng vào đó học. Thì các con sĩ quan này kia mà thích đi vào thì tuyển nhận, nhưng mà sau này vì cái ngân sách thì cũng hạn hẹp, thành ra cũng có một cái sự lựa chọn. Thưa ông, người thấy ông có vẻ có cái sự liên hệ đến chiến tranh rất sớm trong cái cuộc đời, nhưng mà có lúc nào mà ông cảm thấy là chiến tranh thực sự nó đang ở chung quanh không, trong cái tuổi thơ hồi đó? Tôi nói là tuổi thơ mà hồi đó mà thấy chiến tranh chung quanh thì có một cái kỷ niệm, có một cái event mà trong cái đời tôi mà tôi không bao giờ quên. Đó là khi sau khi Nhật đảo chánh chính phủ Nam Triều, tức là vua Bảo Đại đó, năm 1945 tại Huế, thì gia đình tôi đang ở Huế phải di tản về làng tôi. Thì sau đó ba tôi trở lại quân đội quốc gia, nhưng phải quân đội Cộng hòa. Thì mẹ con tôi ở làng, thì cái làng tôi là làng sôi đầu Việt Minh, cứ về đấy. Hai trung đoàn 101 và trung đoàn 95 của hồi đó là gọi là Việt Minh, cứ trú đóng tại làng tôi. Thì khi mà có về thì tin tức thì Tây mở cuộc hành quân đó, ở đó, và mở cuộc hành quân xuống là nó đốt, nó phá, nó bắt, nó hãm hiếp người phụ nữ. Chính khi đó tôi là khoảng 7-8 tuổi gì đó. Chính nó đứng ngồi trong nhà như vậy là hai thằng Tây nó tới. Nó bắt một người bà con ra, nó hạm ngay trước mặt mình. Mà mặc dầu xin trò rồi kia, rồi nó thay phiên nào, đó là một ấn tượng. Một ấn tượng thứ hai là một lần là Việt Minh nó phục kích được xe cái đoàn tàu mà tiếp tế của Tây, nó đi trên sông để nó được tiếp tế cho nó. Thì nó bắt được, nó lên, nó cởi quần hết và nó chôn sống người ta. Đó là lý do tại sao mà tôi đã anh dũng và chiến đấu đến cùng. Vì tôi cũng muốn thực dân và tôi cũng muốn cộng sản. Vì cả hai thứ đó đều là chà đạp nhân phẩm và giết hại đồng bào tôi. Thực dân thì hãm hiếp đất nước của mình, nó muốn đánh khi nào nó đánh, nó bỏ bom khi nào nó bỏ bom, và nó hãm hiếp, nó không có một cái chính nghĩa gì cả. Cộng sản thì vô nhân đạo, nó chém giết người thì chém người như ngoé. Hồi đó là Việt Minh, do đó một ấn tượng tạo cho tôi cứng rắn và đẩy tôi vào một, đưa đẩy cho tôi đến một con người chỉ huy và đến rất là nghiêm khắc với chính mình, với đồng đội của mình. Sau này và có những cái chiến thắng có thể nói là rất là huy hoàng, là nhờ những cái ấn tượng đó mà tôi tạo dựng cho con người tôi và đơn vị tôi thành một cái những chiến sĩ mà có thể nói là vì dân, vì đất, vì nước, chứ không phải là làm những chuyện. Thưa ông, nói như thế thì ông đã tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh, muốn nói đây là 54 và 75.
thì ông ra có thể kể lại là ban đầu thì ông từ trường thiếu sinh quân thì ông gia nhập thẳng vào quân đội như thế nào, và sau đó là ông đã tham chiến và có những cái trận đánh nào mà bây giờ ông vẫn còn nhớ và ông vẫn còn ấn tượng, cũng như là ông nói đến những cái chiến tích thì ông có thể chia sẻ cho mọi người được biết. Tôi chỉ là từ trường thiếu sinh quân tôi gia nhập trường khóa 18 trường phòng bị quốc gia Việt Nam tại Đà Lạt, và năm 63 tôi đã tốt nghiệp thiếu úy hiện dịch, và tôi chọn sư đoàn 1 làm đơn vị đầu tiên, là tôi chọn quân chủng binh chủng bộ binh. Tôi muốn chọn bộ binh và không chọn những cái quân binh chủng khác, vì tôi muốn làm người chỉ huy và xung pha trên chiến trường. Đó là cái ước muốn. Những cái trận đánh của tôi rất là nhiều, nhưng mà những cái trận đánh mà để cho còn nổi tiếng nhất mà tôi đã tham dự, đó là cái trận Mậu Thân Huế. Khi đó là tôi là chỉ huy đại đội Hắc Bảo sư đoàn 1. Đại đội Hắc Bảo là như thế nào? Là một cái lực lượng hành động cấp thời trừ bị cho sư đoàn 1 và được đặt tên là Hắc Bảo. Vì cái tính anh dũng và cơ động của nó, do đó được vì tư lệnh sư đoàn là ông thiếu tướng Nguyễn Văn Chuân, ông đã đặt cái tên cho đại đội là hùng hộ anh dũng như một con báo. Trong cái trận Mậu Thân, đại đội Hắc Bảo là trừ bị cho sư đoàn và đã cứu trong lúc bộ tư lệnh sư đoàn sư đoàn 1 tại trại Măng Cả của thành phố đã bị bao vây, và đại đội Hắc Bảo ngoài phải chúng tôi phải cùng bị tấn công, nhưng mà chúng tôi đã giải tỏa và bắt sống được tù binh địch, và cũng như là đã giải tỏa được cái sự áp lực của địch của tại sân bay Thành Nội, là cái bên cạnh của đơn vị tôi, vì đơn vị đại đội Hắc Bảo luôn luôn là đơn vị sẵn sàng và nhảy trực thân vận, và chúng tôi đã cũng cứu được hai lính từ khu lục chiến của Hoa Kỳ khỏi cái tai họa, tức là chết hoặc là bị bắt. Và trong ngày đầu tiên là chúng tôi đã bắt được hai tù binh và cứu được hai thủy quân lục chiến Hoa Kỳ canh gác tại sân bay Thành Nội. Và ngoài ra sau đó chúng tôi đã theo lệnh của sư đoàn chạy để giải vây và giải tỏa cái áp lực của đặc công đã vào trong bộ tư lệnh sư đoàn và chiếm lại và giải tỏa được và làm chủ tình hình, để cho bộ tư lệnh có thể điều khiển các đơn vị khác về giải tỏa áp lực và giải vây được cái vòng vây và mở rộng cái vòng kiểm soát giữa ta, để cuộc chiến đó đã trải ra 25 ngày đêm mà coi là gọi là cuộc chiến dài nhất trong cái lịch sử chiến tranh Việt Nam. Và có những cái ngày chúng tôi phải đánh 24 tiếng, gọi là ngày dài nhất, là đánh ngày đánh đêm, giành từng tất đất, nghĩa là địch ở bên này đường, ta ở bên kia đường, và đánh không là đánh đến nỗi hết đạn, và phải nhờ sau đó phải
nhờ có những cái tiếp tế đảng từ Đà Nẵng ra mới tiếp tục đánh. Nếu không thì còn trong lúc đó thì Cộng sản Bắc Việt nó dùng cái chiến thuật là xa lông chiến, tức là tiến trước thất bại là cứ thay phiên nhau và đánh họ, nghĩa là họ muốn giành giật cái chiến thắng bất cứ giá nào để yểm trợ cho cuộc đàm phán tại trên bàn đàm phán tại Paris và làm ảnh hưởng đến quyết định của dân chúng Mỹ trong cuộc bầu phiếu tổng thống Mỹ trong năm 1968. Thành ra là một cái cuộc tổng tấn công mà Bắc Việt đã đầu tư rất nhiều lực lượng và rất nhiều năm tháng, và một tôi thấy rằng là một cái kế hoạch rất là điên rồ. Vì sau Trần Mậu Thân là từ cái lực lượng nằm vùng đến cái lực lượng tấn công mà đã bị lòi ra bộ mặt thật rất là nhiều. Nhưng mà tiếc rằng phía Việt Nam Cộng hòa chúng ta cũng như đồng minh không biết cái lợi thế đó để tuyên truyền, để nói thẳng với dân chúng Mỹ rằng là chúng ta đang bị xâm lăng, là chúng ta đang bị cái khối cộng sản nó dồn được mọi sức để nó đánh bật các nước đồng minh chúng ta là Mỹ, Nam Hàn, Thái Lan, Úc để lời ra khỏi cái miền Nam chúng ta. Mà để rồi, nhưng mà vì cái thắng ở trên chiến trường, nhưng mà trên mặt trận ngoại giao và trên mặt trận tuyên truyền chúng ta đã thua, và Cộng sản đã nói là chúng đã mở được một cái cuộc tổng tấn công từ bên Hải đến Cà Mau. Như vậy là chúng có thực lực, do đó chúng đã xoay được, chuyển được cái tình thế. Thưa ông có thể kể một cách chi tiết là lúc bây giờ cấp bậc ông là gì, và ông nói là đánh giành từng tấc đất đó, thì ông có thể tả những cái cảnh mà chiến sĩ của chúng ta phải làm như thế nào và bên địch thì như thế nào, ông cho những cái hình ảnh cụ thể không? Thưa tôi chỉ thế này, những cụ thể rằng là chúng tôi thật sự ra chúng tôi đánh cần chiến có, đánh xa có, đánh, nhưng mà đa phần chúng tôi là đánh bằng lựu đạn nhiều hơn, gần quá đánh bằng lựu đạn nhiều hơn, là thầy lựu đạn hơn, là vì thầy lựu đạn địch nó không biết mình là núp ở chỗ nào, nhưng mình bắn lên một cái thì lựa nó lên là biết địch nó biết cái vị trí của mình. Thứ hai là chúng tôi phải dùng cái tổ ba người, là lúc mệt quá, nhiều khi anh em phải một người thức, hai người ngủ, hoặc là hai người thức một người ngủ mới đủ sức để tiếp tục chiến đấu ngày và đêm. Thứ ba là một yếu tố mà anh em phải đánh đến giọt máu cuối cùng là thế này. Trong lúc chiến đấu đó thì có một số các quân nhân hay là đồng bào đã lọt được cái lưới bao vây của tụi nó. Tụi nó dẫn đi thì nó bắn, nó giết, nó thế này thế kia. Mà thoát được rồi chạy về với mình thì chỉ biết là tôi recruit, tức là tôi trưng dụng họ và tôi phát súng đạn, và khi đó họ cũng đói lắm, lương thực cho họ ăn, và tôi chỉ cầu mong họ là yêu cầu họ là chỉ có là anh em kể chuyện lại những cái gì anh em đã mắt thấy tai nghe
đối với cá nhân của anh em, đối với gia đình anh em, cho binh sĩ tôi nghe, để cho họ hiểu rằng họ không chiến đấu thì họ chết. Thà mình đánh đến giọt máu cuối cùng, mình nở cỏ, mình hề chuyện gì, mình cũng an tâm là mình đã tự vệ. Do đó mà lính tôi đã càng đánh thì càng hăng, càng đánh càng chứng tỏ rằng là mình phải thắng. Mình không thắng thì mình chết. Vì mình đã vào cái thế cùng là không đánh là chết. Không những mình chết, vợ con mình chết, thân nhân mình chết. Đó là cái đó là một cái tác động chính tinh thần chiến đấu của binh sĩ, không những là Hắc Bảo hay sư đoàn 1 hay là ngay cả dù lực lượng nhảy dù hay là thuộc khu lục chiến hay biển đồng quân, chúng tôi đều một lòng một dạ và nghĩ như vậy để mà phải chiến đấu, và nếu không thì sẽ bị diệt vong. Dạ vâng, cũng trong tài liệu của một số những người đã viết ra đó thì thành phố Hà Nội, xin lỗi, thành phố Huế đó cũng đã bị rơi hoàn toàn và rơi vào cộng sản một thời gian ngắn, do đó mà có những cuộc chém giết xử tử thảm sát, là thảm sát bừa bãi đó, thì ông có thể kể cho chúng tôi nghe được không? Thì cộng sản nó chiếm được cái tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế 25 ngày đêm. Nhưng không phải là nó chiếm, nếu nó chiếm hoàn toàn thì chúng tôi còn đâu là ngồi đây nói chuyện với chị. Nhưng mà nó chiếm còn một góc thành phần nào đó, như bộ tư lệnh sư đoàn và như cái đại đội Hắc Bảo chúng tôi là nó chưa chiếm được. Do đó chúng tôi đã giữ vững được cái đầu nào, bắt liên lạc, nó đánh cả mắc vi, tức là cơ quan cố vấn Mỹ của sư đoàn 1 ở Việt Nam Sông Hương. Chúng tôi nói cho chị biết rằng là nửa đại đội chúng tôi là phía Nam Sông Hương, có một trung đội nó giữ cái lao thờ phủ, nó giữ cái nhà máy điện Huế, trên tòa đại biểu chính phủ, rồi tòa tại rồi cái headquarters của tỉnh Thừa Thiên. Nhưng mà nửa đại đội chúng tôi là bị tiêu diệt hoàn toàn, không có mất liên lạc, vì nó đã thanh toán về lực lượng, nó đông, nó bất ngờ. Chúng tôi ở phía bắc giữ đây kia, chúng tôi còn giữ lại cả cái cửa chính, như là cửa thượng tứ, cửa chánh tây, cửa này kia, là với trong vòng vẹn trong tay tôi còn nữa khoảng 50-60 người trong tay tôi, vì tết mà chị. Nhưng mà trong khi anh dùng cái gì hay cũng có cái sự nói là may mắn mà mình thoát khỏi. Bản thân tôi cái ngày đó sau khi được bố trí anh em tôi về nhà và nghỉ tại nhà, thì nửa đêm thì nghe pocket thì tôi dậy, tôi đi ra mặc áo quần chưa chuẩn bị lên, thì chiếc xe dép của tôi là có ông trung úy, trung đội trưởng, ông đã mượn đi về phía Nam Sông Hương. Ông nói ngày mai tôi lái xe về, tôi đưa anh đi này kia. Tôi nói tôi nhà ông ở gần nhà tôi nói anh lấy xe dép mà đi. Thì đó là lần cuối cùng tôi gặp anh đó, và anh đã hy sinh phía Nam Sông Hương. Sáng mai tôi dậy tôi thấy nghe pháo kích quá, đầu là tưởng là pháo đánh lúc tết từ pháo, sau là pháo nó nặng quá là biết nó tấn công rồi. Mặc đồ lên đi, tôi lấy chiếc xe đạp của cha ông, của ba tôi ra đường để chạy vào trong bộ chỉ huy đại đội. Thì đi ra đường là thấy Việt Cộng nó đi lúc chụp chạy bên kia đường, nó điều động vào cái sân bay. Nhìn tỉ kỳ ra thì đã đèn nó mờ mờ, thấy ra
À đúng rồi, cả anh rồi đây rồi. Tôi đi chầm chầm về sau tôi bình đây. Tôi dừng lại đây, tôi giải thích cho chị một cái xúc đó. Cái phút đó, cái moment đó. Giữa tình yêu quê hương, tình yêu đồng bào, tình yêu nước, tình yêu quân đội và trách nhiệm của một người sĩ quan, một người chiến sĩ đối với đơn vị, đối với tổ quốc và trách nhiệm của một người cha. Khi đó là tôi mới có đứa con gái đầu lòng hơn một tháng, chưa được một tháng, vợ tôi mới sinh. Thì hoặc là mình chạy vô nhà lại thì với vợ con, với cha mẹ, hoặc là mình chạy lao đầu về để chỉ huy đơn vị, mà đơn vị mà nếu không có chỉ huy là giống như rắn không có đầu. Hai cái đó phải có một sự lựa chọn. Thưa chị, là tôi trong một cái phản xạ, tôi đã quyết định tôi phải đi. Tôi phải đi theo nó, đi theo phía bên này đường, để cho khi nó quẹo vào cái về lại trại thì tôi phải đạp xe nhanh vòng trước về đơn vị để chỉ huy anh em. Thì về khi đó là nó đã tấn công vào phòng tuyến của đơn vị rồi. À. Và kể từ khi đó là đến khi tôi đánh vật ra thì là tôi để vợ con tôi trong bãi chiến trường là đánh, vì tụi nó vào đó là nó tụi này kia là tụi kia đã vào sẵn là cả chiếm cả cái nhà xung quanh đó, trong khu vực nhà tôi. Gần một tuần sau tôi đánh lên và tôi mới đưa được mẹ cha ba mẹ tôi với vợ tôi đi ra vào cái khu vực chiến sau an toàn. Vì thế, bởi vậy ấy, nói thì dễ nhưng mà làm là khó. Chị đồng ý với tôi cái đó không? Dạ. Nói thì dễ nhưng mà khi đụng trần, khi nào đã rất là khó khăn. Nhưng mà vì một cái phút phản xạ nào đó, tôi nghĩ rằng nếu tôi trở lại mà nó vô nó bắt được tôi thì vợ con tôi cũng chết. Hết là nó bắt tôi đi thì gia đình tôi chắc cũng buồn bạ, mà rồi thì cha mẹ tôi cũng có. Thà mình nắm biểu, mình lấy cái gì đó mà trong cái sông pha đó, tôi luôn nghĩ rằng ơn trên ở về phía mình. À, mình đâu có ra đánh nó. Một đêm, người này đêm xuân này này kia, cái truyền thống Tết đầu năm của đất nước. Thì nó vào, nó đánh mình, nó bắt bà con mình, nó đi thủ tiêu, nó đi rồi nó đi chôn chung sống rồi này kia, thì quá tàn nhẫn. Và về ơn trên ở với chúng mình. Bởi vậy là tôi đã vì cái nghĩa cử cao đẹp đó, vì cái trung thành đó mà tôi xông pha, mà nói xin lỗi chị, đàn bắn như vậy tôi không bị cái gì hết. Nghĩa là tôi luôn đứng thẳng, lính tôi ở cách tôi cô mấy thước về trước, mà khi nó đánh mạnh quá tôi nói có tôi đây. Tôi nói thẳng là có tôi đây nha. Để anh em nghĩ rằng sau lưng mình có chỉ huy mình, sống chết cũng có nhau. Do đó anh em yên tâm để mà chiến đấu. Đó là cái cảm nghĩ của tôi đối với cái trận Mậu Thân. Một cái trận chiến khác mà không có thể không nhắc đến trong cuộc đời tôi là cái trận đánh cuối cùng của tôi tại Lam Sơn 719. Dạ vâng, thưa, để giữ lại trận Mậu Thân nữa là chính mắt ông có nhìn thấy những xác chết đồng bào, chôn trẻ, con nít, người dân sự bị giết rồi bị chôn vùi vội vã, rồi xác khắp nơi, rồi sau đó thành phố Huế để tang như thế nào, ông có thể kể lại cho biết điều đó. Thật sự ra thì trong cái vùng bị 25 ngày đêm
chúng tôi đánh á, là tôi đánh cái vùng để mà giành giật với chúng nó từng tất tất là trong phần cái trong thành nội Huế thôi. Chúng tôi không có, vì ngày này đánh mặt trận này cái là đi tối phải đi về dự bộ tư lệnh sư đoàn, sáng mai lại tăng cường cho đơn vị khác đánh cái khu vực khác, vì nó thua keo này, nó bài keo khác, nó nghĩa là nó xa luân chiến, mà không phải một đơn vị tối đâu, nào của trung đoàn 3, nào là biểu đồng quân, nào là thủy quốc lục chiến, nào là nhị dù, mà ở đâu mà cần thì sư đoàn để chúng tôi vào. Chúng tôi không có thời giờ, nhưng cái vụ mà bắt bỡ nó xảy ra là ở tại Gia Hội, tại Nam Giao, tại cả cái vùng phụ cận, mà cái lực lượng của mình không có thể trải ra đó được. Do đó nó có thời giờ nó control, và nó bắt đi học tập, và nó đưa đi thủ tiêu. À, chứ còn cái vùng tôi là mình va chạm với nó không? À, ngày đánh ngày đánh đêm với tụi nó. Tức là cái nhóm, cái toán mà của ông nó là đánh và đánh thẳng thành nội cho đến ngày mà giải tỏa được. Giải tỏa luôn. Dạ. Giải tỏa là tôi đánh đến cái ngày mà giải tỏa. Cuối cùng là tôi chiếm lại cái cung vua là cái đền nội đó. Dạ. À, thì khu lục chiến họ bảo là bảo với thiếu tướng trưởng là tư lệnh sư đoàn là họ yêu cầu đại tội hắc bảo tăng cường, nhưng họ ít khi yêu cầu vì cái pride, cái tự hào của họ đó, nhưng mà họ phải nói như vậy. Thành thiếu tướng trưởng, sau khi tôi đánh một trận rất là ác liệt là ở cái vùng Tây Lộc xong rồi, thiếu tướng trưởng là bảo giờ là chủ chiến rồi đơn vị của Huế tăng cường cho tôi, nói ok thiếu tướng cứ đồng ý và tôi sẵn sàng ra. À, và tôi đã là tại sao ra đánh thành phố lấy cái nhiệm vụ mà cái lấy lại cái đề nổi là ở trong cái khu vực trách nhiệm nó gọi là area responsibility đó, của mình giao trách nhiệm của cho Mỹ. Thì Mỹ nó yêu cầu như vậy, thì cô biết khi mà tôi được nhiệm vụ đó, tôi nghe cái đó là trong lòng mình cũng mừng. Tại sao mừng? Gánh thêm trách nhiệm mà mừng gì cô? Vào chỗ chết mà mừng chết. Mừng là vì nếu mình để cho thủy quốc lục chiến Mỹ nó lấy lại cái đề nổi thì nó không được. Vì sao? Dù đó nó cũng phải là đất cái còn vua mình ở, nhưng mà đó là một cái di tích lịch sử. Nếu mà ông Mỹ ông vô đó rồi ông chiếm lại, ông nghênh ngang, ông chụp hình chụp này này kia thì thấy sao này con cháu mình nó không được, cũng chấp nhận được. Vì nghĩ rằng là Việt Nam mình đâu, dân mình đâu mà để cho cái còn nó phí chính nghĩa phản phản cô. Bởi vậy tôi nói bằng mọi nói với tâm mình, với lòng mình rằng bằng mọi giá mình phải đánh, mình lấy lại, mình đặt chân vô đó, mình lấy lại cái dù cái chỗ đó không còn vua nữa, nhưng mà một biểu tượng của quốc gia, của dân tộc, của chủ quyền. Thành ra tôi ra tôi gặp cái ông thiếu tá tiểu đồng trưởng đó, ông râu ria, ông cũng tôi thấy là giống như ông già thôi á, ông là tên Tâm Sơn. Tôi bàn giao tôi mà là tôi cảm ơn sự cứu chiến Hoa Kỳ đã yểm trợ, đã support, đã hy sinh vì họ, những ngày họ tổn thất rất là nhiều, là từ năm 70 cái chết cái bị thương cho chúng tôi. Nếu không có quý vị mà gánh vác cho một cái phần của chiến trường này á, thì rất khó khăn. Vì sao mình phải nói rằng là có họ đứng bên cạnh mình á, mình nhờ
cố vấn tôi nó nhờ được, nó xin được đàn dược. Phải làm ngoại giao mới có đàn á cô. Cho mình không có đủ đàn mà bắn. Vì có những vũ khí mà họ có mà mình có. À, thì mình, cái đơn vị mình có uy tín, đánh giặc về kia, thì tôi mà thế cho cả ông cho tôi cái này cái kia, những cái khẩu súng này, loại vũ khí này vũ khí kia nó mạnh, à thì họ đồng ý ngay. Cái gì chứ, vì tình chiến hữu trên chiến trường warrior với nhau, à thành ra tôi yêu cầu thiếu tá, chúng tôi sẽ bàn giao từng vị trí một cho thực mình đi ra sau để relax và làm trừ bị chúng tôi và cho chúng tôi những cái loại vũ khí này thì quân lực Việt Nam mình chưa có. Do đó sau khi tiếp nhận cái vị trí của họ là tôi nói với lính mình đánh để cho thuyết quân lực chiến nó xem nó nơi để phục mình đánh để cho chứng tỏ rằng là người Việt Nam mình là anh hùng. À, người ta bảo là thịnh tướng không bằng khích tướng, mời họ không bằng kích nó. Thì lệnh tôi nó đánh rất là đẹp. Trong 2 tiếng rồi chúng tôi lấy lại cái đền nội. Dạ vâng thưa ông, khi hình như là khi lấy lại đền nội, các ông có dựng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình lên trên. Thì nói về đó thì cái tiểu đoàn 23 của ông Trung Ta Đỉnh mà sau này ông Phạm đầu hàng Cộng sản á, là cái ông này là ông là chịu trách nhiệm lấy lại cái đài. Thì tôi lấy lại đền nội thì tiểu đoàn 23 của ông đấy về lại với ông hồi đó ông đại úy William Robo là ông cố vấn cho tiểu đoàn, là lên treo lấy lại kỳ đài và treo lại kỳ đài ở trên. Ông tướng Việt Nam, ông mà đứng ở bên tay gần ngón tay của ông đó, thì ông đó tên là gì, xin ông nhắc lại. Ông này ông là trung tá Phạm Văn Đính, chứ không phải là tướng. Sau này ông đầu hàng, ông là trung tá của quân đội Bắc Việt. Thưa ông, thì ông nói về cái trận chiến rất là khó khăn, mậu thân và ông trực tiếp tham gia. À, cái số lượng của quân lính của mình chết có đông không? Thưa cô là nhiều chứ. Đại đội tôi hy sinh có vào 2/3 quân số. Còn phía bên Cộng sản thì họ chết nhiều lắm. Họ chết nhiều lắm. So ra thì họ chết nhiều hơn bên mình. À, đúng như vậy. Họ chết nhiều lắm, họ hy sinh nhiều lắm. À, thì ngay những cái trận mà họ đánh kiểu đó, vì họ chết người nào để là họ cố tạo chiến thắng trên quân sự để yểm trợ cho đàm phán, yểm trợ cho chính trị, và họ đã chết rất là nhiều. Mà cái này á, thì ai biết họ tổn thất. Vì miền Bắc và tuyên truyền họ thắng trận, thì có những gia đình họ mới gánh chịu những mất mát, vợ con và gia đình họ mới gánh chịu cái mất mát này. Thưa ông, còn trận đánh gì mà lẫy lừng mà khiến sau này ông đã được đưa vào một cuốn sách mới đây mà rất là nổi tiếng, đó là Việt Nam Forgotten Army, trận chiến này là trận chiến nào, ông có thể kể cho mọi người? Thì trong trận chiến Mậu Thân này là tôi được về huy chương, thì tôi được tôi đã được thăng cấp bậc trận từ trung úy lên đại úy do thiếu tướng Ngô Quang Trường từ lãnh sư đoàn gắn, và quân đội và tổ quốc và quân đội đã trao tặng cho tôi đề ngũ đặng vào quốc công chương và anh dũng bồi tinh ngành chất liệu. Về phía Hoa Kỳ thì đã trao tặng cho tôi huân chương Silver Star của Hoa Kỳ do tổng thống Mỹ trao tặng, và đại tướng Abraham đã gắn cho tôi trong cái buổi lễ mừng chiến thắng Mậu Thân. Đại tướng Abraham là tư lệnh lực lượng Mỹ tại Việt Nam.
thì cũng nên nhớ rằng là thời buổi đó thì cái huy chương mà cao nhất mà chính phủ Hoa Kỳ có thể tặng cho một sĩ quan của nước ngoài là Silver Star. Nó đứng hàng thứ ba, từ thứ ba là thứ nhất là có Honor Medal, và thứ hai, thứ nhì là Distinguished Service Cross, như là cho Hải lục không quân và Flying Cross hay là Navy Cross. Thứ ba là vì cố vấn của tôi là ông đại úy Jim Corrigan, ông được cái Navy Cross và tôi thì được cái Silver Star này, vì cái đó là tôi là người nước ngoài, thành ra cái huy chương cao nhất tôi được là cái Silver Star. Đó là cái chiến tích ông và đại đội Hắc Báo của ông đã coi như là giải tỏa, lấy lại được cái nội thành Hà Nội, phải không ạ? Hà Nội thành Huế. Nó như vậy là không phải là một mình đại đội Hắc Báo mà làm được. Nhưng đại đội Hắc Báo đã góp công rất là nhiều, nhưng mà trong đó là có sư bộ binh sư đoàn 1, rồi nhảy dù, rồi sư đoàn nhảy dù Việt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ và các biểu đồng quân, các liên đoàn, các thiết giáp, rồi được cả hai tiểu đoàn của sư đoàn 1, bộ binh sư đoàn không kỳ, tức là First Air Cav Division của Hoa Kỳ. Và phải nói rằng là về thiết giáp thì trong cái ngày đầu tiên chúng ta đã bị hy sinh mất một chi đoàn thiết giáp. Là bao nhiêu quân số ạ? Thiết là một chiến chi đoàn là nó có là cấp bậc nó có khoảng là chi đoàn thiết giáp 17, mà chi đoàn một thiết chiến xa là gồm có mười mấy chiếc xe tăng. Chúng ta đã từ để khi bị biểu bay thì cái thiết giáp một chiếc đục bảy nó ở phía nam của sông Hương và được gọi qua để mà tiếp viện cho giải tỏa cái bao vây của, thì nó bị phục kích và bắn chết thằng ông thiết đồn trưởng là ông trung tá Chí cũng bị chết, rồi ông chi đồn trưởng và mấy chiếc tăng là bị cháy hết. Đó hy sinh, đó là ngay cái đêm đầu tiên là bị không? Như vậy. Trên 100 người không ạ? Dạ, thì cũng khoảng đó. Cái tính thì tôi cũng rõ, để tôi cũng dám nói, thì cái này thì thiệt hại. Thưa ông, thì cái cuộc chiến nào mà khiến ông trở thành tù binh chính trị, tù cũng khá lâu? Thưa ông, có thể kể cho được biết không, chia sẻ cho chúng tôi được biết. Cái trận chiến cuối cùng của đời tôi đó là cuộc chiến Lam Sơn 1719 vào tháng 3 năm 1971. Như trong cuộc phỏng vấn của số Kim Nhung với lịch sử Việt Nam cận đại từ 45 đến 75, tôi đã trả lời về cái cuộc chiến đó. Cuộc chiến đó là nó nằm trong một cái kế hoạch mà gọi là chiến lược, gọi là Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Họ đặt như vậy để họ rút quân. Thật tức là ra, từ đó là trên mặt trận họ không có lính. Dạ, đó là thật ra họ đâu có tuyên bố là cuộc chiến Việt Nam là có Mỹ hóa chiến tranh bao giờ đâu. Mà bây giờ họ đặt là Việt Nam hóa chiến tranh. Chiến tranh là chiến tranh giữa Việt Nam và miền Nam và mình tự vệ thôi. Hay là chiến tranh của Việt Nam đại diện cho thể tự do, đánh với Cộng sản Bắc Việt là đại diện cho Cộng sản. Chứ đúng có là
là Mỹ hóa chiến tranh hoặc là Việt Nam hóa chiến tranh. Họ đặt như vậy cái cớ để họ rút lui khi họ thấy không thắng được, cái họ để cho ổn định cái nước Mỹ tại Homeland. Do đó trước khi họ rút lui, họ mở một cuộc chiến tranh qua đất Lào, gọi là cắt đứt đường mòn Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Trail. Mà cái đường mòn đó nó đi trên đất Lào, nó vận chuyển lương thực và đạn dược và bộ đội đi tiền Nam đi đến cả ba bên Long, chuyên qua đất Lào tiếp tế cho chiến trường Trị Thiên, cho chiến trường Nam Quảng Nam, Quảng Ngãi Bình Định, Nam Ngãi Bình, rồi vào trong Nam, vào chiếc khu D, đạn dược, ngay cả xe tăng. Mà cô thấy rằng là xe tăng mà vào Bình Long là đi ngang qua, đi dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh. Do đó cuộc chiến đó nó được tổ chức một cách quy mô và hầu như là bạch hóa và không có bí mật. Bí mật sao được? Vì có những tế tổ cộng sản đó nó nằm trong dinh độc lập rồi. Cô biết cái chuyện đó. Thành á, giống như hầu như là bạch hóa. Lực lượng mà bạn là vừa có thì ai? Là đầu lực lượng tham chiến đầu tiên á, là có sư đoàn nhà dù Việt Nam, sư đoàn thuộc cuộc chiến Việt Nam, sư đoàn một bộ binh, lực lượng thiết giáp thì có thiết đoàn 11, thiết đoàn 7, thiết giáp của Việt Nam, rồi tôi không rõ, cũng biết có thiết đoàn nào nữa, tôi không rõ lắm, tôi không nhớ rõ. Về pháo binh thì có pháo binh các tiểu đoàn pháo binh của Việt Nam. Về chúng ta có cùng là một tiểu đoàn công binh của Việt Nam. Họ còn phía cộng sản mà sau này tôi biết là nó có 13 sư đoàn. Cân lực lượng về hai bên á, nói thật á, là khi họ vạch ra một cái cuộc chiến tranh mà với đầy đủ một cuộc Việt Nam và Mỹ và Việt Nam mình á, vạch ra một cái của một cuộc cuộc hành quân á, đầy tham vọng và chủ quan, chỉ có biết mình ấy, không biết người ta. Người ta bên trong lúc đó là cộng sản nó có ở bên đó, nó nếu nó đã bị tiêu diệt là đã bị tiêu diệt rồi. Vì ngày đêm B-52 nó thả dọc theo đường Hồ Chí Minh. Và bom mà khi mà oanh tạc không hết á, gọi là đó những cái vùng là free zone, là oanh kích tự do, là trút bom vào đó. Nhưng mà qua đó mới thấy rõ cô. Nó dọc theo Trường Sơn, dọc theo cái đường mòn Hồ Chí Minh đó, là nó có những cái, vì chúng tôi bị bắt và đi dọc theo đường mòn, có những cái khu mà nó chứa được hàng triệu đoàn ở trong đỉnh núi đá, mà không có bom đạn gì, chỉ có bom nguyên tử thì bom gì đó mới diệt nó được. Không có, nó ở trong núi mà trong cái thực đá nó không có bom đạn nào đó. Trong đó nó dưỡng quân. Mỗi ngày là một binh trạm như vậy, là nó đi dọc theo đó. Khi có bom thì vô đó núp, khi xong là nó đi tiếp. Nó ngày nào đi đó, bấm mấy ngày thì từ Bắc ra đi tới Nam. Thành ra khi mà những cái mục tiêu mà có thổi cần cái đầu óc tình báo, nghĩa là giỏi đến mấy cũng biết được là mình mà cái bộ binh là như vậy, con mình sẽ được quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ được
không quân là trực thăng của các sư đoàn 101 nhà dù bị nô độ vì không kỳ nó chở qua thì nô độ bổ xuống đó về qua bên Lào. Thì mình dư biết rằng là những cái đỉnh cao sẽ là những cái bệ đá của trực thăng đội. Thì có gì đâu là nó đặt những cái dàn phòng hộ tiền sẵn sàng đó rồi. Mà thành quân ở Lào mà lại là mùa khô mà mình chiếm cao điểm mà nó chiếm ở dưới khe suối là mình thua rồi. Ông có thể nói vì sao không ạ? Vì sao có biết không? Mình là phải cần nước uống. Lính mình cần nước uống. Mà nó chiếm ở dưới, nó bao vây cái nước uống, không là mình nó cắt cái đường nước uống mình rồi. Có thấy không? Rồi nó ở trong cái, nó đặt những cái dàn phòng pháo binh hay là nó vào tiền đó. Khi mà máy bay tới để oanh kích thì nó đẩy vào trong núi. Khi là trong oanh kích nó đẩy ra là nó pháo mình. Mà là mình qua đó là mình ở vào cái thế gọi là điều hộ ly sơn. Hộ là gì? Cái sơn của mình là đồng bằng. Hộ là mình. Mình đã đi vào cái vùng của nó. Vùng của nó là vùng hậu cần của nó, đất của nó, đất của địch. Tôi biết từ ngõ hang này, mình chỉ có biết trên bản đồ thôi. Thành ra mình cứ mua theo đường số 9. Mà mình là cái đường đó là chưa bao giờ đi, vừa đi vừa tiến quân, vừa làm cầu, vừa xe tăng pháo rồi này kia, thì mình tức là đi vào đất địch, biết bao nhiêu cái mìn bậy mà này kia với cái, thì cái đó mà bị bao vây rồi chia cắt rồi nó đánh nó pháo nó cắt đứt thì là cái đó. Sư đoàn nhà dù và sư đoàn thì khu lực chiến không có thể là đi trục chính, trục phía bắc, phía nam là sứ đường một, phía bắc á của cái đường chính đó là biểu đồng quân và nhị dù bị chặn đứng lại không lên được, mà mục tiêu cuối cùng là cái thành phố Sepol, cái ngã ba cái dòng sông đó là cái thành phố đó thực sự ra là thành phố luôn, thành phố là cái địa mà nó tập trung những cái trước khi nó được phân phát tiếp vận đi miền Nam. Vào không được thì Tổng thống Thiệu và Tổng thống Mưu Đại tướng Cao Viên đã ra lệnh cho Tướng Phủ đưa Trung đoàn 2 chúng tôi là làm trừ bì tại Đông Hà và dọc theo bảo vệ đường 9 từ Đông Hà đến Khe Sanh. Trực tiếp tiểu đoàn tôi và tiểu đoàn 32 nhảy vào ngay thành phố Sepol, thay vì nhảy dù thì nhảy trực thăng vận. Và trước đó thì bộ chỉ trung đoàn và hai tiểu đoàn đã nhảy vào cái căn cứ hỏa lực, tên là căn cứ hỏa lực là cái fire base ở trên cái đỉnh đồi 790 tên là đặt tên Mỹ cho nó dễ gọi là căn cứ Sophia. Vì cái căn cứ vì mình nói là để cho tụi Mỹ trực thăng Mỹ nó biết rằng là cái căn cứ đó là tên là Sophia, cho nên dễ gọi. Thì thả xuống đó hai tiểu đoàn bộ binh và ngay ngày đầu là ông tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn năm là đã bị là ông đó là khoa 19 Đà Lạt, ông Tiêu Tân Định đã bị trực thăng bắn rơi và chết liền. Thì sau đó đồ bộ tiểu đoàn tôi và tiểu đoàn 32 xuống cái bãi đáp tên là bãi đáp Hốt, là cách cái Sepol khoảng 1-2 cây số thôi. Thì dĩ nhiên là trước khi đồ bộ là cũng có những đợt B-52 thả đồ này kia để mà clearance cái tình hình này đó. Thì cô biết là cái bên Lào là cái hệ thống phòng không của nó rất là mạnh. May mắn tiểu đoàn tôi là không bị chiếc nào rớt. Nghĩa là đã xuống cái là chuẩn bị là tác chiến liền. Tác chiến chúng tôi đi vào trong được thành phố, control được cái thành phố. Cái đếm mà nằm ở trong thành phố đó mới thấy
mề hại hùng và rùng rợn. Cô biết cái nhiệm vụ chúng tôi vào đó là có là nhiệm vụ giống như là cặp tử. Giống như mà mấy chiếc máy bay mà kamikaze của Nhật mà máy bay Zero mà của Nhật thôi để gì thì chuyện một đi mà không có trở về. Phóng xuống rồi. À, là nếu mà hết xăng thì đâm đầu xuống cái chiến hạm của Mỹ thôi. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi được lệnh là đi 120 giờ trên đất Lào, tức là khoảng 3-4 ngày thôi, mang lương thực đầy đủ. Riêng bản thân tiểu đội trưởng là được ông Trung Tân Lãm là cho nó đùa cho vui, cho bốn thằng lao công đồ binh để mà để đi để mang xác, có tại thương cũng được mang xác về. Khi mà mình chết thì lao công đồ binh chết rồi là cũng sợ mà bất xác mình tại rồi. Thì là, nhưng mà nhiệm vụ là nhiệm vụ, có hiểu không nào? Nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhưng mà là chiến sĩ cái kỷ luật quân đội dù biết chỗ chết đó cũng khi nhiệm vụ là phải vào. À, vì cái danh dự không có thể không phải thể không làm cả hơn được. Thì chúng tôi qua để làm hoàn toàn nhiệm vụ, thay vì vào đó lục soát và đánh. Cái đêm ở đó là nó phòng thủ, là nó rù xe tăng đồ này kia, nó uy hiếp tinh thần mình, nhưng mà mình sẵn sàng chiến đấu và mình gọi không quân này kia, nó yểm trợ đồ này kia, thành ra nó không dám. Một đêm mà trong đó mình thấy những cái một lần chiếc máy bay mà C-130 nó bay qua, nếu nó thả trái sáng là nó rất là nó bắn lên những cái súng phòng không, nó bắn lên là mình giống như được gọi là nó đã đang lưới lửa trên không đó. Nhưng mà nhiệm vụ hoàn thành thì khi tôi qua bảo đó là tôi là thiếu tá, thì sáng mai đã là nhận được lệnh là sẽ có ông tư lệnh sư đoàn lên hàng long cho tôi lên trung tá theo cái quyết định của tổng thống. Thì ông tướng Phú ông bay qua trên bầu trời giống như thôi, giống như đã nói xin lỗi giờ cô thì giống như cái trận Điện Biên Phủ mà The Last thế này. Ông tướng Phú là ông thương tôi lắm, ông là vừa đứng ăn vừa tư lệnh sư đoàn vừa cảm phục cái tính can đảm của đàn em. Ông bay qua, ông nói là khi đó là cái đặc lệnh thông tin mất hết trơn rồi, thành cứ nói cái tên kêu gọi tên tôi thôi, nghe cái giọng cho quen đó. Ông nói thế này mà ông bay rất cao, tôi nói thôi để bàn mặt trời. Tôi gọi ông mặt trời, bây giờ theo lệnh như vậy nhưng mà mặt trời mà đáp xuống tôi sợ, tức là trả cái pano ra để cho việc đánh dấu bài đáp để thả thấy khó sẵn sàng. Nhưng mặt trời quá đây mà mặt trời mà may mắn mà đáp xuống được rồi tôi cũng bảo đảm mặt trời lên được hay không, vì sợ nó bắt được á, vì nó xuống một cái lên cái một là bắn rớt, hai là nó muốn bắt sống ông tướng mình. À, thành ra thôi bây giờ mặt trời hãy nói sao về báo cáo sao cũng được, gắn hay không gắn cũng được, cái hạ hồi vẫn để đó để thế là tụi nó bắt được hết trơn cô. Thì phải ông bây giờ mặt trời phải lên 6,000 feet đến khoảng cả cái tầm pháo đồ này kia đi và bay về thì ông nghe lời tôi. Sau đó tôi phải đi qua về bộ tư lệnh sư đoàn thì được bên kia, thay vì đưa bốc tôi về khách sạn lại hoàn thành nhiệm vụ, lại bốc tôi tiểu đoàn tôi đi giải tỏa áp lực cho cô trung đoàn 3 ở phía tây nam, cho các tiểu đoàn 33, tiểu đoàn 43 và tiểu đoàn 52. Lúc bây giờ ông đâu có gọi là đại đội? Không, khi đó là tôi là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, trung đoàn 2. Và khi mà giải tỏa họ ra khỏi vòng vây được rồi thì tôi lại bị bao vây lại. Tôi bị bao vây, tôi bị phục kích và mấy ngày trường là giờ trực thăng lên bốc tiểu đoàn
mà không được là bị pháo quá nặng nề, và trực thăng lên là bị rớt, trực thăng lên là bị rớt, sau cuối cùng là tôi bị thương, bị thương nặng, bị thương nặng, và anh em là và cái đêm buổi chiều thì đêm đó là Bộ Tư lệnh Sư đoàn ra lệnh mở đường máu để rút đó. Thì tôi bảo anh em để tôi lại, thì anh em cố thoát được. Cô biết tiểu đoàn tôi về được bao nhiêu không? Khoảng 50-60 người gì đó. Mà lúc đi là hơn 600. Rồi là một cái sự tổn thất đó là cái rồi sau đó là nó tấn công, vừa rút ra khỏi là nó tấn công vào. Thì tôi đã bị thương nặng rồi thì khi đó tôi mong sống nữa. Thì sao mà đàn chưa lại và tôi bị bắt và đưa ra bắt vợ tù đến 13 năm, gần 13 năm. Thưa ông, cái số người bị bắt cùng với ông có đông không? Sĩ quan Hà Lao thì có 70 sĩ quan từ đại tá đến trung úy. Trong có đại cao nhất là đại tá Thọ bị bắt ở đội 41 trước khi tôi qua Lào. Có Trung tá Châu, có Thiếu tá Đức, có tôi, có Thiếu tá Thuần. Thưa ông, có thể cho biết là khi họ bắt ông thì họ đối xử với ông như thế nào? Họ đưa ông đi những đâu và bằng phương tiện gì? Khi bắt tôi thì đưa ra tôi đến bộ chỉ huy của cái đơn vị họ bắt ở Trung đoàn mấy, thì có những người biết quê hương tôi vì hồi nhỏ, hồi đó, hồi tôi nhỏ họ có biết. Thì sau đó là họ cho anh em gánh tôi đi đường bộ theo dọc đường Hồ Chí Minh đi ra tới Vĩnh Linh, bên kia bờ hải, trong bên hải. Rồi từ Vĩnh Linh đi đến Hà Tĩnh thì đi xe Molotov. Rồi từ Hà Tĩnh đi ra Hà Nội đi bằng train, bằng hỏa xa. Thì cũng khổ lắm, mà mình đi đường thì biết nó có để xe tù binh, thì những người dân làm đường vì làm đường vì cho xe nó đi đó, thường thường nó là ném đá mình, thì tay mình cùng thì mình chịu thôi, ném đá mình chịu thôi, nó trúng rồi này kia, nó đâm bổ lá như vậy, chứ nhưng nó khuyến khích, nó ba tang nhận lắm, nó mỗi lần xe qua nó để hai chữ tù binh ở ngoài, thì tù dân thì trong đường nó đá, nó cục, nó ném mình chịu. Thì ra từ Hà Nội vậy, ra từ Hà Nội đến cái ga từ trên xe xuống, từ trên xe xuống nó đã tù binh thì nó cũng ném đồ đầy kia, đồ xị nhục mình. Nếu như mà mình... Câu xị nhục là như thế nào? Như... Tức là nó chửi, rồi nó ném đá, rồi nó này kia, rồi này kia. Chửi như thế nào? Nó mình là mị ngủy cái này, cái kia vậy thôi. Nó chửi nó mới cái mình... Mình là khi cả bài trần rồi thì mình cũng không có gì. Cái cảm tưởng của ông lúc đó như thế nào? Có nghĩ lo lắng cho gia đình như thế nào không? Cảm tưởng khổ đau. Thưa cô, thì khi đó thì thương mình thì ít, mà thương gia đình thì nhiều. Thương vợ, thương con. Thương mình thì ít, nhưng mà thương gia đình thì nhiều. Thì làm trai thì khi đã chọn vợ nghiệp thì có ba con đường sẽ được lựa chọn. Một là chiến thắng thì được vinh dự, được này kia, được cái này cái kia, mà thất bại hoặc là bị thương hoặc là chết, thì hoặc là mất tích, thì những con đường đó phải chọn, thì đã dự trù trước rồi. Thành ra là người chiến sĩ là vậy. Và khi chiến thắng thì cho không mượn mình hưởng mà mọi người đều hưởng. Khi thất bại, khi mất tích thì chỉ có nhà cá nhân mình gánh chịu. Đó là cái quy luật của cuộc đời. Tôi cũng trách, nhưng mà đó là từ ngàn xưa cho đến ngàn sau cũng là theo quy luật đó. Thưa ông có thể cho biết ở trong họ đối xử với ông như thế nào, họ cho ăn uống như thế nào, rồi ốm đau ra sao? Nếu thật cô là trên đường mà họ, nếu tôi được tại thương về thì tôi cũng mất những cánh tay này. Tôi mất, nó hàng ngàn con giòi nó ăn cái tay này mà nó đau, dễ sợ. Tôi muốn, trên đường đi là tôi mong họ bắn tôi chết á.
thì tôi ngày đêm tôi đau dễ sợ lắm. Và dòi nó ra đây nè. Giữa chiến trường, giữa mặt trận nó đã tháo khớp rồi, nhưng mà nó rửa bằng nước muối không, nó đau dễ sợ. Ra đến, tôi nhớ là khi ra đến Vĩnh Linh thì nó có cái chất gì nó spray. Thì khi những con dòi nó chết rồi ấy, thì khi đó vì tôi bị thấy giống như ai cất một gánh nặng thế. Nó đau dễ sợ, có thể đau một cái cách hành hạ mà không thể tưởng tượng được. Vì đây là những cái dây thần kinh đó, đây này kia thành đó, tôi nói kể lại thì mình cũng giảm, không là tại sao mà mình được sống đến bây giờ. Thì có thể thường để ở trên mà cho tôi sống để làm cái nhân chứng gì đó thôi, chứ còn tôi thật sự khi đó là không muốn sống. Thưa ông, thì họ đưa ông đi nhiều trại không? Ồ, 1001 trại. 1001 trại. Vì có bao giờ họ để cho mình ở một chỗ đâu. Chuyển hoa hồi trước 75 á, là tù binh Mỹ vì tù binh Việt Nam là nó là cơ chuyển. Mỹ cũng bao giờ ở một chỗ hết, nó sợ là cái kiểu mà biệt kích của Mỹ nó nhảy xuống sân Tây. Thì nó khi thế nó ở chỗ này, khi ở trên núi, khi ở giữa ruộng lúa, khi ở trong rừng, cái chỗ nào có là vài ba tháng nó di chuyển một lần mà nó di chuyển mình nó khổ sở lắm, nó che bít bụng rồi nó đủ thứ, nó mà còn về ăn uống thì cô đã biết rồi, chuyện nói không chưa đủ nghĩa để dạy để mà diễn tả. Nó còn cái gì nữa, một ngày nó cho ăn chiếc cơm nữa như vậy kìa. Nó hành hạ cái bố tử mình lắm, đó cái tra tấn. Thôi mà mình cũng cái chịu số phận. Ông được trả tự do trong trường hợp nào? Thì thật ra là tôi là những một trong những người mà tù binh thì qua Hà Lao mà được thả cuối cùng. Mà cũng có một cái cơ may là người bạn của tôi, cổ vận của tôi, tiểu đoàn 2, sau là 22, 2 tên tiểu đoàn 2, trung đoàn 2, sau cùng là ông, hồi đó ông cổ vận cho tôi là ông thiếu tá David Wiseman. Mà sau này ông lên trung tá, ông về nước, thì ông lên trung tá và ông về ngũ. Và kể từ khi mà miền Nam sụp đổ thì ông luôn luôn mang một cái hình của tôi mà ông chụp lúc mà làm cổ vận cho tôi, tiểu đoàn tôi, ông đi tìm, ông đề dưới là thế này: ai biết được trung tá Trần Ngọc Huế, chỉ huy trưởng, thay vì tiểu đoàn trưởng ông là chỉ huy trưởng tiểu đoàn 22, bị thương và bị bắt ở mặt trận Hà Lào. Thì cho tôi biết tôi là White Man, số điện thoại đó, địa chỉ đó. Và ông đã vào cái hội, đi đâu ông mang cái hình đó hỏi người Việt, có biết tin tức thì cho tôi, nếu con sống hay là cho tôi biết tin tức vợ con để tôi giúp đỡ. Thì một cái ngày của mùa đông năm 1988 phải, năm 1988 đúng rồi. Thì ông vào cái hội bà Khúc Minh Thơ là hội trưởng hội cựu tù nhân chính trị tại Phố Sở. Và còn mở cái bữa tiệc gây quỹ cho hội tại nhà hàng Harvest Moon. Thì ông vào cái hội đó để ông tìm kiếm tôi, thì ông để cái hình ở trên bàn, hình của tôi ở trên bàn receptionist. Thì khi đó là cũng may mắn là trong trại tù là tôi biết được cái người em rể của bà Thơ là ông Ngô Đức An, là lấy em ruột của bà Thơ là Khúc Minh Thái. Thì hai anh em ở cùng chung một trại tù ngoài Bắc. Thì biết được nhà tôi ra nói là có cầu am. Cậu đó là với em của nhà tôi.
ở trung trại thì bác liên lạc với nhau, thì khi cậu với ông bác cũng ở chung, vô trại tù Hàm Tân cũng ở chung, ở cùng trại mà khác đội. Thì cậu mở cậu ám vượt biên qua trước với người con trai, bây giờ là bác sĩ Ngô Minh Trí, là đi trước hai cha con đi vượt biên qua Thái Lan để qua Mỹ đây trước, rồi bảo lành mẹ vợ cậu, tức là mẹ Trí đồ này kia qua sau. Thì mở ám thì bảo là anh Nam, anh Nam giống như anh Huế. À, thì cao của đồ cơm nhìn nó hay cầu mình là về ông qua xem là đây là my brother, tại vì gọi là cousin thì nó là brother, thì ông qua cho ông rất là mừng. Ông mới bảo vậy thì bằng cách nào tôi gửi tiền tôi giúp đỡ cho ông này. Thì cầu am cầu cũng thật thà, cậu nói để tôi viết thư về tôi hỏi ông anh tôi có nhận. Thì khi đó là mình cô biết rồi, ở tù ra khổ lắm, nhà tôi là bị là cán sự y tế, trước kia là chị trưởng chị y tế một cái quận nhé, là trưởng phòng cấp cứu rồi này kia lắm, nhưng mà khi cộng sản nó vô thì chồng là nó bảo là người quân, vợ của người quân nó không cho làm việc, nào đẩy ra khỏi bệnh viện. Cô sợ vừa con cái học hành rồi kia đâu có tiền. Vậy mà thay vì đợi ông Am để gửi thư về hỏi tôi có nhận tiền không, là nhận quả để chắc thật là không nhận. À, thì ông cũng cần đợi cái thơ trả lời. Ông mới biết địa chỉ của tôi, ông mới viết cái thư. À, ông nói trong này là ông nói ông gọi tôi là Harry, là vì Mỹ được biết tôi là Harry là nickname mà cổ vẫn đặt cho dễ gọi đó mà. Yeah. Người Mỹ nó gọi mình Harry dễ hơn, thế nào gọi mình Huế đâu có được. Hồi yeah, yeah. Đó là ông Trần đâu được. Yeah. Huế là phải là đại ý hay là nơi kia thiếu tá.